Mến chào tất cả các em học sinh lớp 1 trường tiểu học Trung Nhất. Trong giờ đạo đức hôm nay, cô sẽ dạy cho các em bài Trả lại của rơi. Chúng ta bắt đầu vào bài học. Mời các em cùng khởi động với cô qua bài hát Bà Còng đi chợ trời mưa. Em thấy đó, bạn Tôm và bạn Tép rất là tốt. Hai bạn đã nhặt được tiền của bà Còng đánh rơi và đã trả lại cho bà. Việc làm này thật là đáng khen. Vậy khi nhặt được của rơi, chúng ta sẽ làm gì? Việc làm đó có lợi ích gì? Cô mời các bạn cùng tìm hiểu qua bài Trả lại của rơi. Chúng ta đi vào hoạt động khám phá. Các em hãy quan sát tranh và cho cô biết bạn Thành đã có hành động gì. Qua đó em thấy bạn Thành có đáng yêu không? Tranh 1. Tan trường, trên đường đi học về, bạn Thành thấy bạn nữ đi trước làm rơi một cây bút. Tranh 2. Thành cúi xuống và nhặt cây bút của bạn. Tranh 3. Thành đuổi theo bạn nữ và gọi bạn ấy lại. Tranh 4. Thành trao lại cây bút cho bạn nữ. Bạn nữ vui vẻ khi nhận lại đồ vật của mình đánh rơi. Cô nhắc lại, Thành thấy bạn làm rơi bút. Thành đã nhặt lên và trả lại cho bạn. Hành động của bạn Thành thật đáng yêu. Như vậy, trả lại của rơi cho người đánh mất là hành động đúng đắn và đáng yêu của người thật thà. Các em quan sát tranh và cho cô biết các bạn làm thế nào để trả lại của rơi cho người đánh mất. Tình huống số 1. Bạn nam trên đường đi học về, nhìn thấy một chiếc điện thoại của ai đó đánh rơi. Bạn đã nhặt và giao lại chiếc điện thoại cho bác quản lý công viên. Tình huống 2. Bạn nữ thấy một chiếc ví của ai đó đánh rơi bên gốc cây. Bạn ấy đã tìm đến chú công an và nhờ trao lại chiếc ví nhặt được cho người đánh rơi. Vì sao bạn nam lại trao chiếc điện thoại cho bác quản lý công viên? Vì sao bạn nữ lại trao chiếc ví cho chú công an mà không phải là người khác? À, vì đó là những người mà các bạn tin tưởng. Chúng ta tin tưởng để trả lại cho những người mà đánh mất đồ vật, các em biết không?
Ngoài bác bảo vệ chú công an, em có thể trao lại vật nhặt được cho ai để trả lại cho người đánh mất? À, các em có thể đưa lại cho cô giáo hoặc là ba mẹ những người mà chúng ta tin tưởng để những người đó có thể giúp chúng ta trả lại cho người bị mất. Vì sao khi nhặt được của rơi phải tìm cách trả lại cho người đánh mất? Vì đó là tài sản của họ, họ phải làm việc vất vả mới có được. Cô mời các em xem một đoạn phim ngắn. Kìa, con mấy của anh đến rồi. Cái ví màu đỏ thật là đẹp. Ủa ai thế vậy? Không thấy ai xung quanh đây hết. Giờ mình phải làm sao? Mình phải mang cái ví tới nộp cho chú cảnh sát thôi. Cháu nhặt được cái ví này ở đâu thế? Dạ, chú cháu nhặt được ở ngã tư, trên đường đi học về. Được rồi, trong ví có giấy tờ của người bị mất. Chú sẽ liên lạc và trả lại cho họ. Cảm ơn các cháu nhé. Dạ. Các em thấy đó, khi hai bạn nhỏ đã làm được một việc tốt thì hai bạn rất là vui. Đây là hành động rất là đáng khen. Như vậy, khi nhặt được của rơi, cần tìm đến ngay những người lớn đáng tin cậy để nhanh chóng trả lại cho người đánh mất, vì đó là tài sản riêng, quý giá đối với họ, gia đình họ. Tiếp theo, chúng ta đi vào hoạt động chia sẻ. Em hãy quan sát bức tranh và cho cô biết em đồng tình với ý kiến của bạn Dũng hay của bạn Hoa. Vì sao? Bạn Dũng thì nói, không phải của mình đừng nhặt. Bạn Hoa thì nói, nhặt đem về giao cho cô giáo. À, các em đều đồng tình với bạn Hoa, vì bạn Hoa làm như vậy là biết quan tâm đến những người mà xung quanh bạn, biết người bị mất khi họ mất của họ rất là buồn. Nên bạn nói, mình nhặt đem về cho cô giáo, đó là bạn biết quan tâm đến người khác. Còn bạn Dũng thì lại nói, không phải của mình đừng nhặt. Như vậy, bạn Dũng chưa biết quan tâm đến những người xung quanh mình. Cần đồng tình với suy nghĩ, hành vi biết quan tâm đến những người xung quanh, cảm thông với sự lo lắng, khó khăn của người đánh mất đồ đạc, tài sản. Khi gặp được tình huống nhặt được của rơi thì biết tìm cách trả lại cho người đã mất. Không đồng tình với suy nghĩ không phải của mình thì khi thấy của rơi đừng nhặt. Như vậy là chỉ biết quan tâm đến những người xung quanh và giúp đỡ họ khi cần thiết. Khi nhặt được của rơi, làm thế nào để trả lại cho người đánh mất? Khi nhặt được của rơi, người nhặt phải nhớ rõ về địa điểm, hoàn cảnh lúc nhặt được của rơi. Khi là người trực tiếp trả lại của rơi, thì phải kiểm tra xem những thông tin về đồ vật, của cải nhặt được mà người muốn nhận lại cung cấp có chính xác hay không. Nếu thông tin chính xác, thì việc trả lại cho người đánh mất mới thực sự có ý nghĩa. Trả lại của rơi là việc làm thể hiện sự quan tâm đến mọi người xung quanh. Việc trả lại của rơi chỉ thật sự có ý nghĩa khi trao lại cho đúng người đánh mất. Các em lưu ý và nhớ kỹ điều này nhé. Hôm nay cô vừa dạy cho các em bài trả lại của rơi. Cô mời các em xem những hình ảnh. Đây là các bạn được tuyên dương khi bạn nhặt được của rơi trả lại cho người bị mất. Cô mong rằng sau bài học này các em sẽ noi theo gương của những bạn này làm được những việc tốt. Khi chúng ta làm việc tốt thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy mình vui hơn và trở nên đáng yêu trong mắt mọi người. Bài học chúng ta đến đây là hết. Chúc các em học tốt!